Tập 1. Nghề nghiệp của anh là quan hệ xã hội, tiếng Anh gọi là PR, người giải quyết vấn đề. Tôi có xem qua bài tin tức của anh. Anh nói bản thân anh là người giải quyết vấn đề. Tôi thích giải quyết vấn đề. Tại sao? Giúp người khác giải quyết vấn đề sẽ quên được vấn đề của bản thân. Nhưng anh có từng nghĩ qua vấn đề của người khác tích lũy nhiều sẽ biến thành vấn đề của bản thân không? Nói tôi biết, trước khi ngất xỉu xảy ra chuyện gì? Thứ ba, tôi cũng giống như ngày thường bị âm thanh chuông điện thoại làm cho thức. Nửa đêm, một giờ chiều còn ngủ sao? Buổi tối ngày hôm trước tôi thức khuya nguyên đêm. Làm việc và nghỉ ngơi không đúng quy luật. Quy luật đều do con người tạo ra. Điện thoại của ai? Cảnh dược. Cái người chủ trì show mà ngoại tình sao? Đúng vậy, anh ta vừa gọi điện đến là tôi biết ngay không có chuyện gì tốt. Sau clip cảnh dược và cô gái thần bí bị sò sỉ, tôi có xem qua đoạn clip cảnh dược và cô gái vẫn chưa đến một tiếng thì đoạn clip giống như virus được lan truyền ở trên mạng. Khi chuyện xảy ra một tiếng 40 phút sau, tôi mau chóng chạy tới khách sạn Sofitel. Tôi thực sự không muốn anh giúp cảnh dược. Anh cứu không được anh ta đâu. Anh vừa được đề cử giải thưởng người quan hệ xã hội độc lập có giá trị nhất năm. Không thể bị tên cặn bã này liên lụy. Giữ bạn trai mới của cô cho tôi gặp. Sẵn tiền ăn một bữa cơm giúp cô kiểm định. Anh không thể nào đừng có mỗi lần bằng chuyện nghiêm túc. Thì giả giờ cô ý nói linh tinh đánh trống lảng có được không? Thì chúng ta bằng chuyện nghiêm túc. Chúng ta lại. Lại nữa rồi. Đọc đi. Chúng ta là người giải quyết vấn đề. Chúng ta chỉ giải quyết vấn đề, không phán đoán đúng sai. Chúng ta toàn lực bảo vệ lợi ích của khách hàng. Khách hàng là thượng đế, không bỏ rơi, không từ bỏ. Chủ động gánh giác, tốc độ đứng nhất, bình tĩnh, thành thực, uy tín. Rất tốt. Anh không cảm thấy quy luật của giải triết có vẻ tự luyến sao? Im miệng đi. Tiền vốn 150 triệu của ngân sách bằng khô không rõ tung tích. Người sáng lập lần lượt mất liên hệ. Chuyện này khiến nhiều người quan tâm, chú ý. Nhiều bộ phận liên quan chính thức bước vào điều tra. Hàng loạt nhà đầu tư xông vào tòa nhà ngân sách bằng khô yêu cầu trả mặt bằng. Nhưng mà lúc này, văn phòng đã trống, không có người từ sớm. Nhiều bộ phận nhà đầu tư có tâm trạng kích động lại đến nạt Darlene, do Giang Diễn Bằng làm chủ tịch, yêu cầu đài phát sóng Darlene có trách nhiệm với chuyện này. Nhìn thấy rồi chứ? Đây gọi là gì? Chuột chạy ra đường, người người kêu đánh. Chủ tịch Giang có ý gì vậy chứ? Từ hôm qua tới nay không trả lời tin nhắn, điện thoại cũng tắt. Tới vợ của anh ta cũng không biết anh ấy đang ở đâu. Các cô nói xem có phải bị bắt rồi không? Tiền vốn 150 triệu không rõ tung tích. Cậu cho rằng chủ tịch Giang không liên quan tới chuyện này sao? Chúng ta đừng bàn luận về chủ tịch Giang nữa. Chuyện của bản thân anh ấy nên do anh ấy gánh vác. Chuyện của Bằng Khôn không nên để DL của chúng ta chịu. Nói thì dễ, cô nói không chịu được sao? Bây giờ ngân sách Bằng Khôn bị đóng băng. Những đám cổ đông bên ngoài tìm không được Đỗ Thiếu Côn, Giang Diễn Bằng lại không lộ mặt thì sẽ náo loạn. Nói không chừng ngày nào đó sẽ phong tỏa DL của chúng ta. Giờ tất cả khách hàng và các người trong ngành đều biết DL của chúng ta sắp xảy ra đại loạn, thiên hạ đại loạn rồi. William, cậu rất hưng phấn, có phải không? Sao đây? Cười trên nỗi đau người khác? Làm gì có. Tôi là người hợp tác của DL, tôi cũng có phần trong DL. Tôi là đang hưng phấn sao? Tôi đang nôn nóng. Nôn nóng gì? Lấy ra bộ dạng của người hợp tác đi chứ. Chủ tịch Giang không ở đây, DL không hoạt động nữa sao? Stella tôi đây vẫn chưa chạy mất mà. Tôi đi liên lạc với truyền thông. Lần này có kịch hay để xem rồi. Sao vậy? Anh không nghe thấy sao? Đỗ Thiếu Côn, Giang Diễn Bằng chạy rồi. Đài phát sóng DL bị hãm hại. Tôi nhớ cô từng bị đài phát sóng DL từ chối. Không phải đâu có. Không tuyển dụng tôi là họ có mắt không trồng. Cô có đầu tư vào ngân sách Bằng Khôn không? Tôi lấy đâu ra tiền? Có điều tôi biết trong giới có người đầu tư 2 triệu. Lần này tốt rồi, toàn bộ mất hết. Tâm trạng tốt hơn một chút. Cười trên nỗi đau của người khác đi. Tiếp tục nói đi. Vậy trí. Vừa nãy tôi nói tới đâu rồi? Tôi quên mất rồi. Vì bây giờ trong lòng anh đang nghĩ gì? Ngân sách Bằng Khôn. Ngân sách Bằng Khôn do anh và Đỗ Thiếu Khôn cùng do sáng lập phải không? Đúng vậy. Nhưng mà cả sự hoạt động của ngân sách này đều do anh ta phụ trách. Anh có biết bây giờ Đỗ Thiếu Côn đang ở đâu không? Tôi không biết, tôi cũng muốn biết tung tích của anh ta. Ngân sách Bằng Khôn bây giờ toàn bộ sổ sách kế toán đều trống không. Anh biết 150 triệu kia đi đâu rồi không? Tôi thật sự không biết. Suy nghĩ đến bây giờ Đỗ Thiếu Côn không rõ tung tích, anh lại là người biết sự tình. Hy vọng anh có thể tích cực phối hợp điều tra với chúng tôi.
con người rất thú vị. Lúc một mình thì cảm thấy cô đơn, lúc hai người thì luôn không biết nên làm sao để chung sống. Nếu như có người thứ ba thì nhất định sẽ náo loạn lên. Ấn chuông cửa. Làm gì những chuyện này cũng kêu tôi ấn chuông cửa? Bởi vì cô là trợ lý. Lỡ như người mở cửa là nam thì sao? Nhất định là nữ. Một bữa ăn đạt sao Macaulay? Hai bữa. Cô tìm ai? Tìm cô. Tôi không quen biết cô. Tôi là bạn của Cảnh Dược. Anh ta có gọi điện cho tôi. Cho bọn họ vào đi. Sao bây giờ anh mới đến vậy? Không phải chứ, người này là ai? Trợ lý của tôi. Chuyện gì vậy chứ? Sao mới có 2 tiếng đồng hồ tôi đã bị vạch trần trên mạng hết rồi? Anh hỏi tôi hỏi ai đây? Giữa ban ngày anh ra ngoài ăn dụng, dụng trộm còn lên giọng như vậy. Cậu tử không chụp cậu thì chụp ai? Không phải chúng tôi rất cẩn thận rồi. Lộ sợ hai chúng tôi sơ hở bị người ta nhìn thấy. Đặc biệt tìm một tuyến đường bị che khuất. Xe của anh dừng ở đó, trạm dừng xe ở phía đông sảnh khách sạn. Chiếc xe gần đó, xe gì vậy? Audi A5, biển số xe là gì? Thượng Hải A77755. Không phải chứ, anh đến giúp tôi hay là đến lấy khẩu cung? Chúng ta đừng nói chuyện vô dụng này. Vậy Triết à, hay là chúng ta như vậy đi, anh đi nói với truyền thông, tôi và Lộ là đến bàn bạc hợp tác, ông chủ của cô ấy muốn làm tiết mục giải trí, nên tìm tôi để làm người chủ trì, đến để liên lạc bàn bạc. Đây thực sự là một nơi tốt để bàn bạc, không phải bàn bạc ở trong phòng khách, mà là bàn bạc ở trong phòng ngủ, có phải không? Cô là ai vậy? Anh thực sự coi truyền thông là bọn ngốc sao? Nói cái gì cũng tin. Không phải, sao anh vừa đến thì đi rồi, ra ngoài xem thử. Có chuyện gì vậy? Đúng vậy đó, chuẩn bị xong hết chưa? Nôn nóng chết mất. Mấy giờ rồi? Thật ngại quá, sao lại không có kinh nghiệm như vậy? Điền Lộ, làm phiền cô đi thay quần áo đi. Đi đi. Đi chìa khóa phòng cho tôi. Chi vậy? Kêu anh đưa thì cứ đưa đi. Cô làm gì vậy? Tôi mời hai người đến là để giải quyết vấn đề. Hai người đều đi hết, tôi phải làm sao? Im miệng. Đợi đó. Chào. Xin chào, phục vụ phòng. Vậy chứ tôi thực sự cảm thấy mắt nhìn anh bây giờ có vấn đề. Người mà anh thuê mướn là trợ lý kiểu gì? Người như vậy có thể làm quan hệ xã hội sao? Anh không biết cô ta có thái độ gì với tôi đâu. Im miệng đi.
Đợi đó, cũng không biết cô ta là ngôi sao hay tôi là ngôi sao. Tôi đi đến bãi xe dưới lầu xem rồi. Từ chỗ hai người dừng xe đến cửa khách sạn vốn dĩ không cần thiết, lách qua hai chiếc xe bên kia đường. Hai người làm gì nhất thiết phải đi qua đó? Tôi không phải đã nói rồi sao? Lộ lộ sợ người khác nhìn thấy hai chúng tôi, vậy mới đặc biệt đi vòng qua một chút. Anh đừng có nói tôi những điều này có hay không nữa. Bây giờ tôi đang bị lửa dí lên tận mông rồi. Anh có cách gì không? Tôi thực sự không để người ta chụp ảnh. Anh đã bị chụp rồi. Không phải, ý của tôi là tôi không thể để người ta còn tiếp tục chụp ảnh tôi từ căn phòng này, từ khách sạn này bước ra. Nếu không tôi thực sự không giải thích được. E là không kịp nữa rồi. Ký giả của bạn Titi, giả nhà là nhân viên tạm dự đang ở lầu này, đang tìm từng phòng đó. Tôi dự đoán không quá 10 phút thì đến cái cửa này anh cũng không ra được đâu. Chuyện này phải làm sao đây? Bây giờ phải làm sao? Chuyện này làm sao đây? Anh nhìn thấy chưa? Vừa nôn nóng thì tiếng ngôn ngữ quê nhà cũng nói ra. Bình thường không phải anh rất giỏi nói chuyện sao? Bây giờ ngu giống heo vậy. Cô chửi ai? Trợ lý của anh chửi tôi kìa. Tổ tông nhà cô cũng muốn ăn đập sao? Anh thử động được tôi đi. Im miệng đi. Cô đứa nhỏ này mới thất tình, đừng so đo tính toán. Không thất tình mới lạ đó. Tôi lười nói thế cô. Vậy Triết à, bây giờ có phải tôi mau chóng tới sân bay tìm một cái đảo, hoặc anh tìm cho tôi một nơi ở trên núi đi. Bây giờ anh nên đến, không phải đảo, cũng không phải núi, mà là về nhà đi. Điền Lộ đâu? Molly, tôi đang ở biển đó. Cái gì? Bây giờ đi xem nhà sao? Bà bối à, kỳ nghỉ của tôi còn chưa đến nơi nữa. Cô nói với Edison, phí tăng ca của tôi cần phải nhân đôi lên. Cô Điền, sau khi rời khỏi khách sạn, cô đi với chúng tôi. Giao điện thoại cho tôi, tạm thời không liên lạc với thế giới bên ngoài. Trước khi chuyện này dọn dẹp yên ổn, cô không được xuất đầu lộ diện. Tại sao chứ? Tôi còn rất nhiều công việc phải làm. Dựa theo những lời tôi nói mà làm thì đối với cô và Cảnh Dược đều vô cùng quan trọng. Các người muốn giam lỏng tôi sao? Hạn chế sự tự do của tôi. Chắc cô biết tôi là ai, có phải không? Vậy cô nghe tôi nói, Cảnh Dược xảy ra chuyện lớn như vậy. Tôi là người đầu tiên đi cứu anh ta. Có thể thấy tôi quan trọng với anh ta thế nào. Tôi là cố vấn giải quyết khó khăn của anh ta. Cảnh Dược đã giao chuyện lớn như vậy cho tôi giải quyết. Cho nên tôi hy vọng cô cũng có thể tin tưởng tôi. Nhưng mà tôi đã đồng ý với Minh Dân đến tiệc sinh nhật của Diên Diên. Ai? Diên Diên? Diên Diên là ai? Bạn thân của tôi. Molly, tôi đi đón khách của tôi. Cô có thể đưa cái này cho Giang, bảo cô ấy 40 phút sau đến nơi đón tôi, không vấn đề. Đợi tôi một lát. Molly, tôi về rồi. Muốn tôi bán căn nhà nào? Chính là căn nhà lớn mãi mà không bán được đó. Nói với cô ta đi. Dựa vào đâu mà lần nào cũng là tôi là người xấu. Việc bẩn, việc nặng nhọc gì tôi cũng làm. Tôi không cần mặt mũi chắc. Im miệng đi. Điền Lộ, nếu như cô chịu hợp tác, chúng tôi sẽ giúp cô. Không chỉ bao gồm hiện giờ phải đối phó thế nào, sau khi chuyện yên ắng, chúng tôi còn giúp cô làm việc lại, làm cho cô một kế hoạch tuyên truyền hoàn chỉnh.
dùng quan hệ tìm tài nguyên cho cô, cố gắng hết sức giúp cô thực hiện giấc mộng minh tinh của mình. Nếu tôi không phối hợp thì sao? Nếu như cô không phối hợp, hoặc là ngoài mặt đồng ý, lát sau phản bội, thì cô sẽ trở thành người cô độc bất lực nhất trong chuyện này. Sẽ không có ai nói giúp cô. Ba mẹ bạn bè của cô sẽ coi thường cô. Truyền thông người hâm mộ sẽ chế giễu cô. Ngay cả cảnh dược cũng sẽ hắt nước bẩn lên người của cô. Cô dọa tôi sao? Cô đi đến đâu, cô sẽ bị người khác nhận ra. Ra ngoài mua đồ còn bị người khác chỉ trỏ. Không có tiền tìm đoàn đội tẩy trắng giúp cô. Cô chỉ có thể dương mắt nhìn toàn thế giới dẫm đạp cô đến chết. Không phải tôi đang dọa cô. Tôi chỉ đang nói với cô một sự thật. Cô không phải người đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Cũng không phải là người cuối cùng. Cô biết điều tôi nói là thật. Cảnh Dược là người nổi tiếng. Bà xã của anh ta Hào Quân còn là ảnh hậu. Cho dù hai người bị hủy hoại danh tiếng, thì họ vẫn còn tiền, còn có quan hệ, còn có nhau. Cô thì sao? Cô chẳng có gì hết. Vì vậy, nghe lời đi, làm theo lời của Dạy Triết. Các người thực sự sẽ giúp tôi tuyên truyền sao? Nhớ lấy người đàn ông vừa nãy, anh ta tên là Dễ Triết. Nếu như tôi lừa cô, thì cô cứ vạch trần anh ta. Chuyện gì vậy? Giết tôi ở đây nửa ngày rồi. Người trả tiền quan hệ xã hội là tôi, không phải cô ta. Tôi phải làm sao đây? Bây giờ chúng ta chỉ cần làm một việc. Chuyện gì? Đợi trời tối đi kiểm tra xem người đăng clip này là ai. Có gì phải kiểm tra, chứng cứ đầy đủ rồi. Bảo cô kiểm tra thì kiểm tra đi. Trong vòng 24 tiếng phải có kết quả đấy. Bây giờ tôi sẽ đưa bà đi xem căn nhà vừa to vừa đẹp này. Thưa bà Kiều, vô cùng phù hợp với yêu cầu của bà. Dạ, cô có thể giới thiệu cho bà ấy không? Được. Căn nhà này nó có 6 nhà vệ sinh, 8 phòng ngủ. Trước sau đều có vườn hoa rất lớn. Phía sau còn có một hồ bơi vô cùng rộng. Chắc là chị sẽ thích. Căn nhà này quả thật không tệ. Là căn nhà to nhất quanh dãy này có phải không? Tôi hỏi giúp chị xem. Đây là căn nhà to nhất rồi có phải không? 100% là căn nhà to nhất ở đây. Được. Sếp của chúng tôi nói phải. Rất tốt. Xin mời. Đây là phòng khách. Xin mời bên này. Đây đều là phòng sách. Đây là phòng ăn. Chị xem tiệc mấy chục người, chắc không vấn đề gì. Bên kia chính là hồ bơi mà tôi nói. Bên này. Đây là nhà bếp. Đi qua con đường này, bên kia chính là phòng ngủ. Chị xem những cái này đều là gỗ thật đấy. Bên này là gian quần áo. Đây là nơi nào? Đây là... Chị theo tôi một lát, được. Chị xem. Đây là nhà vệ sinh à? To quá. Cái gì? Bồn tắm thôi tôi biết mà. Đẹp lắm. Cô đau họng có phải không? Giang, bên đó xong chưa? Chúng tôi đến đây. Căn nhà này được lắm, tôi mua. Căn nhà này giá 10 triệu đô la Hồng Kông đấy. Vẫn nên cân nhắc lại đi. 10 triệu đô la Hồng Kông, ở trong nước kiếm đâu ra được căn nhà tốt như vậy. Bỏ lỡ nhà tốt thì sẽ không còn nữa đâu. Hơn nữa, tôi cũng không có thời gian suy nghĩ. Ngày kia tôi phải về nước rồi. Tôi khuyên chị vẫn nên thận trọng một chút. Hai người đang bàn gì vậy? Bà thấy căn nhà này như thế nào? Anh ấy hỏi chị có phải thích căn nhà này không? Tất nhiên là thích rồi. Rất thích. Rất là thích. Hôm nay tôi sẽ ký hợp đồng. Bây giờ tôi sẽ đưa tiền cho anh. Đúng là tốt quá. Được.
đến đây nào. Phu nhân à, tôi bắt buộc phải nhắc nhở chị, nữ chủ nhân của căn nhà này tự sát ở trong bồn tắm đấy. Cái gì? Đây chính là sự khác biệt giữa người và động vật. Động vật có thể đói rồi ăn, ăn no rồi chạy, chạy mệt rồi ngủ, tỉnh dậy lại ăn, hoàn toàn không cần là bất cứ chuyện gì trái lương tâm. Nhưng con người thì khác. Con người luôn gặp phải rất nhiều bất đắc dĩ. Sao lại nghĩ như vậy? Con người luôn không tìm ra được vị trí của bản thân. Mà vị trí là chỉ là tương đối. Một khi không tìm được vị trí của bản thân, sẽ trở nên bất lực cùng đường, không biết nên chung sống với người khác, với thế giới này như thế nào. Vậy vị trí của anh ở đâu? Tôi nói rồi, vị trí chỉ là tương đối. Xảy ra chuyện thế nào thì có thể tìm anh giải quyết. Nhiều lắm. Cháy cầu chì có thể tìm anh giải quyết không? Cháy cầu chì, nếu cầu chì mà cô có thể mua, đều không thích hợp. Nhưng mà cô biết cầu chì thích hợp là ở một nơi rất xa, mà cô bắt buộc phải có được nó trong 24 tiếng. Nếu không toàn bộ Thượng Hải sẽ bị ngắt điện. Gặp phải chuyện như vậy thì có thể tìm tôi. Anh rất hài hước. Một trong kỹ năng nghề nghiệp thôi. Xin lỗi. Trong lúc bệnh nhân nhận tư vấn, tốt nhất đừng sử dụng điện thoại. Tôi gửi thỏa thuận bảo mật vào trong hòm thư của cô. Cô có thể xem. Nghĩa là sao? Nội dung chúng ta trò chuyện bao gồm tôi đến đây nhận tư vấn, không được tiết lộ cho người khác. Tôi có phẩm hạnh của một bác sĩ tâm lý. Phẩm hạnh. Trong lúc tôi giúp khách hàng giải quyết vấn đề, tôi đã từng rất nhiều lần mua chuộc được bác sĩ tâm lý, mà họ đều cung cấp cho tôi chứng cứ không nên cung cấp. Vì vậy so với phẩm hạnh, tôi càng tin hợp đồng hơn. Chuyện gì chứ? Cô làm việc cho tôi. Không phải tôi trả tiền cho cô sao? Cô bị đuổi việc rồi. Cô có biết gì không? Cô mất việc rồi. Cô đã bị đuổi. Darling! Người ta muốn mua cứ để người ta mua. Người bị quan là người ta. Cô nhiều lời làm gì? Tôi cũng không muốn nói, nhưng không cầm được. Bây giờ hay chưa? Cái mồm thì thoải mái rồi. Bị sếp đuổi rồi thấy chưa? Vậy tôi phải làm sao? Tôi có thể dương mắt nhìn cô ấy mua một căn nhà hơn 10 triệu đô la Hồng Kông mà không biết nơi đó từng xảy ra chuyện gì à? Đó là người Trung Quốc, đồng bào của chúng ta đấy. Nhưng bây giờ mất việc, sau này cô phải làm sao? Xe đến trước núi ắt có đường. Sau này gặp lại. Nhớ gọi điện thoại cho tôi đấy. Cúi đầu, đừng nhìn linh tinh. Đây không phải cảnh dược và cô gái đó sao? Xem nào. Phải rồi, chính là anh ấy. Cảnh dược, bám theo mà bám theo đi. Đã nói là anh đừng ăn rồi mà. Anh xem, không chụp được cảnh dược. Được rồi, đừng nói nữa, mau đuổi theo. Điều hổ Ly Sơn làm rất tốt. Thực ra bây giờ tôi đúng là hơi hối hận. Sao tôi lại sơ ý như vậy chứ? Anh nói xem đàn ông chúng ta sao không quản được. Đó là anh thôi.
Anh hối hận ra ngoài ngoại tình với Điền Lộ hay hối hận bị chụp ảnh? Đều hối hận. Hai người biết nhau bao lâu? Ai? Điền Lộ. Cái này cũng được một tháng rồi. Quen nhau như thế nào? Có thể quen thế nào? Như thông thường thôi. WeChat, kết bạn, gặp mặt. Không phải được quen qua cách đó sao? Anh hiểu cô ta bao nhiêu? Tôi có thể hiểu cô ta nhường nào chứ? Sự hiểu biết của tôi về cô ta có thể rộng khoảng 1m8, 2m như vậy thôi. Alo, là tôi. Ông ở đâu vậy? Chuyện này bà đừng hỏi. Thời gian này tôi phải trốn đi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Chuyện này trong thời gian ngắn không nói rõ được. Nhưng bà chỉ cần nhớ một điều. Chuyện ngân sách bằng khung không liên quan tới tôi. Bây giờ tôi chỉ có thể tìm được Đỗ Thiếu Côn mới chứng minh sự trong sạch của mình. Tại sao ông không nói với tôi? Tôi có thể đi cùng với ông. Bây giờ ông có một mình, ai chăm sóc cho ông? Điều này không quan trọng. Bây giờ có hai việc bà nhất định phải làm ngay. Ông nói đi. Thứ nhất, bà nói Lâm Lâm mau về nước. Thứ hai, trước khi Lâm Lâm về, một mình bà hãy tìm giám đốc Khâu và giám đốc Lan. Tôi tìm họ làm cái gì? Bà tìm được họ thì nói với họ như vậy. Nói với anh này, nếu như lần này Hà Quân tha thứ cho anh, tôi sẽ tiếp tục giúp anh. Nếu như không tha thứ, hợp đồng hai chúng ta kết thúc sớm. Này, anh là có ý gì? Vậy trước anh đùa với tôi, phải không? Muốn thừa nước đục thả câu, hét giá chứ gì? Phí quan hệ xã hội tôi cho cậu không ít đâu, lại là tiền. Được rồi, anh đừng nói chuyện không liên quan nữa. Anh ra giá đi, tôi tuyệt đối không dặn lại. Cái này tôi không ra được. Nếu Hà Quân không tha thứ cho anh, danh tiếng của anh sẽ mất hoàn toàn. Mấy năm sau, nếu như muốn quay trở lại thì hãy tìm tôi, bàn lại hợp đồng. Này, cậu có chút nghĩa khí nào không vậy? Anh đã hứa với tôi nhất định giữ mình trong sạch. Anh có nghĩa khí không? Sao tôi lại không nghĩa khí? Chuyện này có thể trách tôi được sao? Có trách cũng trách hình tượng đàn ông tốt thường ngày của tôi đã ghi dấu đậm nét quá. Giờ tôi mới biết thế nào gọi là mệt vì hư danh. Thực ra tôi và cô người mẫu đó cũng chỉ là vui đùa. Tại sao rõ ràng biết sẽ gặp phải phóng viên, còn liều mình vội về nhà? Anh ta nhất định phải về nhà. Vào thời điểm then chốt này, cảnh dược cần nhất là sự tha thứ của cô ấy. Không phải những người trên mạng, không phải fan, mà là vợ anh ta, Hà Quân. Thực ra lúc tôi mới kết hôn với Hà Quân không như vậy. Cũng không biết tại sao kết hôn càng lâu, cảm giác hai người ngày càng xa lạ hơn. Cũng không biết do cô ấy thay đổi, hay là tôi thay đổi, hay là hai chúng tôi đều thay đổi. Tôi nói những chuyện đó với cậu có tác dụng gì? Một tên chủ nghĩa không kết hôn như cậu vốn không thể hiểu phụ nữ. Cảm ơn David. Nếu không có ông, có lẽ ngày mai tôi phải đi nhận cứu tế rồi. Cô cứ luôn miệng cảm ơn. Cô cần làm nhiều chuyện hơn tôi mới phải. Vậy tôi mời ông đi ăn nhà hàng như vậy đã được chưa? Cạn ly. Đừng có đùa. Cô biết tôi đầu heo chuyên nghiệp mà. Dựa vào bữa cơm này, với tư cách của cô, rất khó kiếm được việc đấy. Hơn nữa mức lương lại tốt như vậy, tất nhiên là cô nên cho tôi phí môi giới rồi. Bao nhiêu tiền? 2.000. Bao nhiêu? 2.000. Ông bị điên sao? Cô có thể cân nhắc lại. Suy nghĩ xem, công việc này là phải tranh giành lắm. Tôi cũng có thể trao cơ hội này cho người khác. Được chứ? Được. Mẹ, con cũng đang nghĩ mấy ngày nữa sẽ gọi điện cho mẹ. Sao rồi? Lâm Lâm, mẹ đã đặt cho con chuyến bay ngày mai, về nước ngay lập tức. Ngày mai? Sao vậy? Đừng hỏi nhiều, làm theo lời mẹ nói. Thôi được, tôi không cần công việc này nữa. Ông giữ lại đi. Tạm biệt. Làm gì vậy? Xuống xe.
Không phải vẫn chưa đến mà, lên trước rẽ phải. Tôi dám cược với anh, ở cửa chính hiện giờ một đám phóng viên đang đợi anh. Nếu anh không sợ bị chụp thì cứ tiếp tục ngồi đây. Vậy tôi phải làm sao? Không phải nhà anh có nuôi chó sao? Xuống xe đi. Là người này sao? Anh Cảnh, đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa. Xin chào, xin hỏi anh tìm ai? Lưu Phú Quý ở tầng 1. Anh tìm Lưu Tổng chúng tôi à? Xin mời vào. Trước cửa có chuyện gì vậy? Sao nhiều phóng viên như vậy? Mau đuổi đi, đừng chụp bừa bãi ở đây. Được, được, được. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, cảm ơn. Mọi người giải tán hết đi, giải tán đi. Đại Ngôn hai chỗ, bốn cái quảng cáo, bây giờ toàn bộ đều nghị tạm dừng hợp đồng. Cảnh Dược, anh vui chơi 2 tiếng, hại Hà Quân tổn thất 5.000 vạn. Những đại ngôn và quảng cáo đó là hai chúng ta cùng nhận. Cô ta tổn thất 5.000 vạn, còn tôi tổn thất 8.000 vạn đấy. Phải rồi, cô lại là ai vậy? Xem đầu óc của tôi đúng là... Không phải hãy mang thai là ngu dốt 3 năm liền sao? Tôi tự giới thiệu một chút, tôi là cô Dấn Gia mới được mời về làm cho cô Hà Quân. Lâm Na, toàn quyền phụ trách công việc PR có liên quan tới cá nhân cô ấy. Cô phụ trách, tôi đồng ý chưa? Anh đừng lên tiếng. Hân Hạnh, hai chúng ta có duyên lắm. Tôi cũng đã nhận được đề cử nhân vật PR có giá trị nhất năm nay. Vậy chúc mừng cô. Chúc mừng gì chứ? Nhất định là có gì đen tối rồi. Nói chuyện riêng đi. Cảnh Dược xin lỗi trước, mọi tài khoản giao dịch xã hội phải giao lại cho chúng tôi. Mọi bài viết quảng cáo chúng tôi sẽ đăng. Cảnh Dược có thể xin lỗi. Hà Quân cũng bắt buộc phải đăng bài thanh minh, biểu thị lòng cảm thông. Bài quảng cáo của ai người đó viết, tài khoản của ai người đó quản. Cảnh Dược xin lỗi. Bài quảng cáo anh tự viết trước khi đăng phải được sự cho phép của chúng tôi. Trong thời gian ngắn Hà Quân không đăng bài thanh minh, Hà Quân phải lên tiếng. Nếu không lời xin lỗi của Cảnh Dược sẽ là vô nghĩa. Nghỉ dưỡng không sao, nhưng không phải một mình cô ấy mà là hai vợ chồng cùng đi. Quả nhiên đàn ông không được thằng nào tốt. Cô nói ai vậy? Nói ai người đó biết. Cô tin tôi đuổi cô ra khỏi đây không? Im miệng đi. Khách hàng của tôi sẽ không đi nghỉ dưỡng cùng với khách hàng của anh đâu. Người phụ nữ nào sẽ đi du lịch với một người chồng ngoại tình chứ? Cô ấy điên rồi. Ai điên? Cô điên đấy. Cô nói chuyện chú ý một chút. Chú ý phần nào? Là phần ngoại tình hay là phần đi du lịch? Hà Quân muốn gì? Cái gì? Nếu ngoại tình cũng đã làm, vậy rốt cuộc Hà Quân muốn gì? Làm quà hay là không làm quà? Tha thứ hay không tha thứ? Ly hôn hay là không ly hôn? Chuyện đó vẫn nên cân nhắc một chút. Chủ yếu vẫn là nên xem biểu hiện của ai đó. Được, tôi hiểu rồi. Hà Quân, em nghe anh nói. Anh sai rồi. Chuyện này anh thực sự sai rồi. Anh không cầu mong sự tha thứ của em. Em cũng đừng tha thứ cho anh. Em nên ghi nhớ chuyện này. Em nên hận anh. Như vậy anh mới dùng nửa đời sau của anh, dùng quãng đời còn lại của anh để bù đắp cho em được. Trước mặt em anh mới cảm thấy tội lỗi, mới có thể nhận tội trước mặt của em. Cút đi. Tôi đang xem kịch bản. Nếu còn để tôi nghe được tiếng ầm ĩ nào, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Làm ơn đi, trận này tôi không thể thua.
Cô nhân viên A của hai chúng tôi vẫn luôn là giải trí. Hà Quân tìm cô lúc nào vậy? Một tiếng trước. Giải trí là anh mời đến, Hà Quân không tin được. Tôi biết cô không muốn nói chuyện với tôi, nhưng không còn cách nào khác. Đây là công việc của tôi. Nói lại với Cảnh Dược, bảo anh ta chuẩn bị ly hôn đi. Cô không muốn ly hôn. Tôi đã kiểm tra hành trình của cô. Sau khi ăn tối cô đã về nhà, nhưng đến giờ cô vẫn trang điểm. Cô không tẩy trang. Hoặc là tôi đoán cô trước đây là vì khóc, nhưng không muốn bị người khác nhìn thấy, vậy nên mới trang điểm lại từ đầu. Vậy cô đang đợi gì? Anh nói tiếp đi. Còn cuốn kịch bản này, trang bên phải mỗi dòng chi chít đều là cô dùng bút sáng màu đánh dấu lại. Tôi nghĩ đây là thói quen nghề nghiệp của cô. Cô thích dùng bút màu sáng đánh dấu lại những lời thoại cô đã đọc thuộc. Khi cả căn phòng này, tôi không hề nhìn thấy bất kỳ chiếc bút sáng màu nào. Vậy cô không hề đọc kịch bản. Hoặc là cô vẫn luôn nhìn vào kịch bản nhưng không đọc vào đầu bất kỳ chữ nào hết. Tôi rất ghét cách của anh luôn tự cho là mình đúng, mình là thông minh. Trong giới này tôi chưa từng nghe đến cô mọc ở đâu ra vậy? Từ từ anh sẽ quen thôi. Tôi sở trường nhất là ngoại tình, tiểu tam, tình yêu ngoài hôn nhân, một loạt những nghiệp vụ tin đồn. Hay là chúng ta cân nhắc tới việc hợp tác? Nếu tôi là anh, tôi sẽ không để dưới mắt đè nén lên bản thân. Tôi chỉ tin dễ trí như cô, cả đời không kiếm được đồng tiền nào của tôi đâu. Đợi mà xem. Tôi nhớ lần đầu tiên cô và Cảnh Dược ở chung một khung hình là lễ trao giải điện ảnh 5 năm trước. Lễ trao giải đó, Cảnh Dược là MC. Cô giành được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc. Hai người cùng đứng trên sân khấu, ở giữa còn cách một người. Nhưng ánh mắt hai người nhìn đối phương, mới nhìn đã biết là đôi tình nhân. Sau đó hai người lại cùng tham gia show truyền hình thực tế, cùng ra về vùng quê. Hôm đó trời mưa lớn, cả đường núi đều là bùn đất. Cả dọc đường Cảnh Dược đã cõng cô. Cho đến bữa cơm tối, hai người mới cùng được chia một bát mì. Sau đó anh ta nói anh ta đau dạ dày. Cô nói cô đau bụng. Thực ra là hai người muốn dừng lại bát mì đó cho đối phương. Dừng lại. Khuyên giải hòa giải vẫn là bắt đầu nói về những ngọt ngào đắng cay ngày trước. Ngọt ngào đắng cay mới giữ được trái tim ban đầu. Hà Quân, con người trong cuộc đời này sẽ gặp được mấy lần tình yêu? Có mấy lần tình yêu có thể tu thành chính quả? Cô và Cảnh Dược cùng nhau trải qua những sóng gió mới có được cuộc sống hiện giờ. Cô thực sự nở gạt đi hết những hồi ức đẹp ra khỏi cuộc đời của cô sao? Vậy trước anh nên làm cho rõ. Người ngoại tình là anh ta, Cảnh Dược, không phải là tôi. Là anh ta có lỗi với tôi trước. Là anh ta quỷ quại đi những hồi ức đẹp đẽ đó. Giờ chạy tới cầu xin tôi tha thứ. Anh ta đã làm những chuyện gì chứ? Sao tôi lại phải tha thứ cho anh ta? Tôi không tha thứ đấy. Đúng vậy, đúng là Cảnh Dược đã sai. Cô có thể trừng phạt anh ta, bất kể về kinh tế hay là về tinh thần. Chỉ cần cô nêu ra, tôi đồng ý với cô thay anh ta. Vậy cô nói với tôi, suốt cuộc cô muốn cái gì? Tôi muốn ly hôn. Cô nói lại lần nữa. Tôi muốn ly hôn. Ly hôn, ly hôn. Tôi nghe rõ rồi. Lúc ly hôn, nhớ báo tôi một tiếng. Thế nào rồi? Không phải cậu không lên tiếng là có ý gì chứ? Còn có lời nào không? Sao vậy? Sắc mặt cậu không tốt. Tôi thấy buồn đâu. Qua rồi sao? Tại sao anh bỗng nhiên không khuyên họ nữa? Rõ ràng biết rơi xuống sông sẽ chết chìm, tại sao vẫn đi vào đó chứ? Cô ấy đã muốn lên bờ rồi, tại sao lại ngăn cản cô ấy làm gì? Vậy sau đó thì sao? Sau đó tôi đến quán bar. Không phải đã nửa đêm rồi sao? Tại sao không về nhà? Mỗi ngày sau khi kết thúc công việc, tôi có thói quen tới quán bar thư giãn. Về nhà chỉ có mình tôi. Tôi cảm thấy cô đơn. Quỷ Bạc Khôn, Đỗ Thiếu Khôn chạy rồi. Giờ Giang Diễn Bằng cũng chạy. Giang Diễn Bằng vừa chạy đã hại DL thê thảm. Em nghe nói
Ông ta ra nước ngoài tìm con gái ông ta rồi. Con gái ông ta. Sao em biết những chuyện này? Ông chủ chúng em cũng bị quỷ bằng khôn đó rơi vào bẫy. Em còn biết những gì nữa? Em còn biết anh định mời em uống thêm ly nữa. Nhưng anh không uống nổi. Xin lỗi. Nhỏ mọn.